everyone, xin chào mọi người. Welcome back to Mama Bear's channel. Today my mom is gonna teach me how to make pasta stuffed pepper. First, we're going to the garden to pick up peppers from the garden. Do you see the mọi người thấy không? Những quả ớt này trông green, rất là xanh và big, tươi, fresh, chắc hẳn sẽ rất là ngon đây. Looks yummy. Now I'm going to help my mommy to wash these peppers. Này cho thật sạch. We wash it, we cut it, and we clean out all the seeds. Sau khi rửa sạch thì mình đã lấy hết hạt và ruột trong quả ớt ra như thế này. This is all the ingredients. Và đây là tất cả các nguyên liệu để làm món ớt nhồi nuôi. Trong đó thì có hành tây mình đã cắt nhỏ như hạt lựu. Cream cheese, cheese blocks, phô mai vàng, phô mai kem và một ít bơ. Elbow, một bát núi khô. Một ít ớt chuông mình đã cắt thành hạt lựu. Nửa chén kem sữa béo hay còn gọi là whipping cream. Một crushed ít tỏi đã bằm nhuyễn. No, garlic. I mean garlic. Ground thịt bò beef. Xay. Và tất nhiên là không thể thiếu những quả ớt peppers. Chuông xanh tươi như thế này. Salt and pepper. Muối và hạt tiêu. Salt and pepper. And và tomato sốt sauce. Cà chua nữa. Now we trước have tiên to thì mình the water sẽ đi boil, nuôi. Con then gái put mình the mới bắt đầu tập nấu ăn in. Nên vẫn còn hơi bị hậu đậu and một chút. Let them set. Sau khi cho nuôi vào nồi nước sôi thì bây giờ con gái sẽ giúp mình đảo đều lên và bật nhỏ lửa lại để cho nó chín. Now turn the heat to medium. Trong lúc đợi nuôi chín thì mình và con gái sẽ đi xào thịt bò. Now you put in sử dụng olive một oil. Cái chảo như thế này, cho một ít then dầu ô liu vào. The onions. Sau đó thì cho hành vào và xào lên trước. Now stir the onions with the olive oil. Now you put in garlic and stir. Bây giờ thì cho tỏi stir. Vào và đảo tiếp. Now sau put đó in thì ground cho beef. Thịt bò xay vào để xào lên. Trong khi xào thịt thì mình đảo cho thật đều và ấn thịt xuống để cho nó tơi ra như thế này. Now stir it and smash it down. Xào thịt cho đến khi nào mà thịt chuyển now sang màu nâu nhạt như it's thế brown. Này. Sau đó thì cho một ít muối và một ít hạt tiêu nêm nếm cho vừa miệng. Bây giờ thì kiểm tra now, xem nuôi đã noodles. Chín chưa. Nuôi đã chín rồi và bây giờ now, mình sẽ đổ ra cái rổ này và rửa lại bằng nước lạnh. Water. Thịt đã chín now, rồi và bây giờ mình sẽ cho sốt cà chua vào và đảo đều. And stir it. Thịt đã then chín rồi done, và bây giờ mình sẽ đổ ra một cái tô như thế này. Tiếp theo thì mẹ con mình sẽ đi xào nuôi. Now sử dụng một cái chảo và cho một ít dầu ô liu vào và cho một ít hành vào nữa. Xào lên cho hành thơm và cho nui vào và xào tiếp.
Và sau đó thì cũng cho một ít muối và hạt tiêu vào. Cho now add the butter vào. And put whipping cream and cream cheese. Cho kem sữa tươi, phô mai vàng, phô mai kem vào và đảo đều cho nó tan chảy ra. Sau khi các nguyên liệu đã quyện đều với nhau now như thế này, thì bây giờ mình sẽ cho một ít ớt chuông đã băm sẵn vào và đảo tiếp. Bây giờ thì mình cũng đổ ra một cái tô như thế này. Trước khi mình đi nhồi nuôi vào trong quả ớt, thì bây giờ mình sẽ bật nó lớn lên 400°F. Bây giờ mình sẽ nhồi tất cả các nguyên liệu này vào trong quả ớt. Trước tiên thì mình sẽ cho một ít thịt, sau đó thì cho một ít phô mai sợi. Đây là loại phô mai mà người ta hay dùng để cho lên cái bề mặt của bánh pizza. Sau đó thì mình nhồi nuôi vào và ép chặt xuống. Và cứ lần lượt như thế mình sẽ nhồi cho quả ớt thật là chặt và đầy. Sau đó thì đậy miếng ớt lên như thế này. Bây giờ thì đến lượt con gái thực hiện thao tác nhồi nuôi vào trong quả ớt. Con gái rất là thích phụ mình làm những công việc như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cho ớt vào trong lò và nướng trong vòng 30 phút. Sau 30 phút thì ớt đã chín rồi. Mọi người nhìn này trông có hấp dẫn không nè? Bây giờ mình sẽ cắt thử xem ở bên trong như thế nào nhé. Ớt rất là mềm và phô mai đã chảy ra và quyện đều với nui, trông rất là ngon và thơm nữa. Nếu mọi người thích thì hãy làm thử món này nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.